Ra đời từ năm 1997, Làn Sóng Xanh là giải thưởng âm nhạc uy tín và nhận được nhiều sự yêu thích của công chúng. Đây là bệ phóng của nhiều tên tuổi ca sĩ như Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Cẩm Ly. Không chỉ dừng lại ở một chương trình âm nhạc đơn thuần, Làn Sóng Xanh còn là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều người. Khi mà còn bé thì những hình ảnh của các ca sĩ như là chị Chanh, anh Hai hoặc là anh Bo đã gắn liền, ăn sâu vào ký ức tuổi thơ từng với những bài hát đó, thì cho đến bây giờ mình vẫn còn thuộc và mình vẫn còn nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Những năm trước đây thì Giang rất là hâm mộ anh Lam Trường này, chị Phương Thanh, anh Đan Trường, và hầu như là những cái bài hát của anh chị thì bài nào mà Giang cũng thuộc hết. Lúc nhỏ thì mình có hay coi các cái chương trình của ca sĩ Cẩm Ly, anh Đan Trường với lại là anh Lam Trường, chủ yếu là ba ca sĩ đó. Làn Sóng Xanh không chỉ dành cho những anh chị kỳ cựu nữa mà là dành cho cả các những bạn ca sĩ trẻ, nghệ sĩ trẻ. Vì thế là Giang cũng mong muốn một ngày nào đấy ca khúc của mình cũng sẽ được xuất hiện trên bảng xếp hạng của Làn Sóng Xanh. Bên cạnh kênh truyền thống Radio FM 99,9 MHz, phiên bản Làn Sóng Xanh Next Step sẽ được mở rộng tầm phủ sóng đến công chúng trên truyền hình và digital. Với các chương trình phát sóng hàng tuần, Làn Sóng Xanh sẽ thay đổi phương thức thực hiện phát sóng trực tiếp trên kênh FM 99,9 MHz từ 12 giờ đến 13 giờ thứ sáu hàng tuần và livestream trên trang vivo.vn. Hai MC mới của chương trình là Lưu Hoàng và Cây Trần. Tiếp đó, chương trình sẽ đều đặn tổ chức mỗi tháng một live show nhằm tôn vinh các ca khúc lọt vào bảng xếp hạng trong tháng. Cơ cấu giải thưởng cũng có nhiều thay đổi, từ tiêu chí bình chọn đến các hạng mục đề cử. Đây cũng là giải thưởng đầu tiên có hội đồng bình chọn lên đến 250 thành viên. Tôi nghĩ rằng với cái Next Step này, chắc chắn nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn cho các bạn ca sĩ trẻ. Và Tù Trường sẽ tham gia nó với nhiều phong cách hơn. Đôi khi nó là một cái sự hỗ trợ, đôi khi nó cũng sẽ là một cái sự cho khán giả thấy được cái hình ảnh, sự kế thừa của các thế hệ. Đó là cái hình ảnh rất là đẹp. Trường nghĩ rằng Trường sẽ đem tới những bài hát mới. Đó là những cái mới mà Trường nghĩ chắc chắn là sẽ có. Thì bên cạnh đó thì Trường đã định hình được cái dòng nhạc của mình, định hình được dòng ca của mình. Và Trường sẽ luôn luôn đem những cái cảm xúc tuyệt vời nhất, cảm xúc mà sâu lắng, hay là những cái cảm xúc đẹp nhất mà mình cảm nhận ở bài hát của mình đến cho công chúng. Sau đêm nhạc kỷ niệm 20 năm chương trình được tổ chức vào đầu tháng 1 năm nay gây thất vọng lớn với người hâm mộ, hy vọng cú lột xác mạnh mẽ trong năm 2018 sẽ giúp Làn Sóng Xanh lấy lại vị trí của mình, mang khán giả trở lại cảm xúc của khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ của nhiều năm về trước.